Hello, xin chào tất cả mọi người. Để chào đón ba với mẹ, Ngọc Ngọc đang nấu một cái nồi phở đuôi bò cực kỳ ngon, thơm ngon luôn các bạn ơi. Nãy giờ Ngọc đi thêm Costco để Ngọc mua thêm một cái chút xíu đồ nữa. Ngọc có mua thêm một cái dĩ dâu nè. Ngọc có mua thêm bơ để lần này là qua là Ngọc sẽ cố gắng là cho ba ăn bơ thiệt là nhiều. Tại vì cái chất mà trong bơ nó cực kỳ tốt luôn. Rồi Ngọc có mua thêm chuối để nè. Ngọc có thêm mua thêm cái rau salad cho chồng một bánh ăn thêm nè. Có mua thêm dưa chuột. Rồi có mua thêm một bịch đường cát. Ở trong Costco, Ngọc từng thường đường này kia Ngọc mua trong Costco không à. Rồi mua thêm một cái mà đặc biệt nhất để dành cho ba của Ngọc. Con. Đây Ngọc mua thêm sữa Ensure cho ba Ngọc. Mỗi ngày mở cho ba, lấy cho ba uống một cặp sữa Ensure để cho ba bồi bổ lại sức khỏe. Tiếng này qua bên với Ngọc là toàn là gọi là phải bồi bổ lại sức khỏe 100% cho tốt. Tại vì bây giờ ba mẹ lớn tuổi lắm rồi. Hello, xin mến chào đại gia đình chào mình đại nha. Gia đình của kênh Quỳnh Trí Bảo với Quỳnh Bảo Ngọc Quỳnh nha mọi người ơi. Hôm nay thì nói chung quy là hai vợ chồng mình đã ra đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Đi chuyến bay vào lúc 11:25, đi 3 chặng đường. Tức là từ ở Tân Sơn Nhất bay qua bên Nhật Bản. Rồi từ Nhật Bản bay qua Chicago, rồi Chicago mới bay về Detroit là nơi của Bảo Ngọc mình sinh sống. Thì nói chung quy là cái cuộc hành trình hôm nay thì vợ chồng mình cũng rất là vui vẻ, vui lắm. Vui là qua được gặp cháu gái, cháu ngoại, rồi con gái của mình, rồi con rể, đoàn tuổi gia đình, đoàn tuổi với gia đình mình. Nhưng mà có cái buồn đó là buồn xa cháu nội, xa con trai, xa cháu nội. Hồi nãy ra sân bay rồi nó khóc, nó đòi, nó ôm nó cổ khóc, nó không có chịu rời bà nội luôn. Nó đòi luôn. Cho nó đi qua để đi qua cuộc sống Mỹ để con chơi với em trai. Rất là cảm động. Rất là cảm động mọi người ơi. Rất là tội luôn đó. Đó. Thì cái hành trình đấy của mình để đi mình hai vợ chồng mình sẽ quay cho mọi người ha. Để quay cho mọi người xem cái hành trình của mình đi đến Mỹ như thế nào. Lát nữa rồi mình sẽ xuống máy bay, mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Rồi xin chào mọi người. Giờ là vợ chồng mình đi xuống máy bay rồi mọi người ha. Thank you. Bây giờ thì hai vợ chồng mình lên máy bay ngồi ổn định rồi cả nhà. Thì đây, để em giới thiệu cho cả nhà coi. Anh rút cái đèn pin điện ra. Đây, đây cả nhà coi. Ở trước mặt mình đó, cái chỗ này là cái chỗ mình gác chân. Ở trước mặt mình thì có cái chỗ để mình để giỏ sách hoặc là để áo khoác nè cả nhà. Đó thì cho cả nhà coi nè. Đó, mình cũng cho con mình coi luôn. Thì đây là một đôi vớ cả nhà. Đây là một đôi vớ. Là một cái bàn chải đánh răng. Ở đây là có hai cái mình nhét lỗ tai cả nhà cho đỡ bị ồn á.
Rồi à, đây là mình có một cái massage. À, ở trong cái đây thì chưa có cái bịch đi mình chưa mở ra thì mình cũng chưa biết cái gì. Đó thì đi chuyến này ở đây nhà mình là đi chuyến hôm nay thì mình thấy là rất là thú vị cả nhà ơi. Thì dạ hả, mẹ cũng cảm ơn con, hai đứa con của mẹ đã quan tâm cho mẹ. Dạ. Wow. Tới 10 giờ 55 thì mình mới bay tiếp. Thì bây giờ ở Nhật là có phòng chờ cho mình. Thì bây giờ hai vợ chồng mình uống cà phê đây cả nhà ơi. Bay phòng chờ đi cả nhà, có đồ ăn đó cả nhà thấy không, sân bay phía trước mình đó cả nhà. Thank you.
Dạ, là bây giờ là bên này là 6 giờ, ngồi chờ đi gần 5 tiếng đồng hồ nữa. Ông mình, cái giờ của anh đó là cái giờ của Việt Nam mình á. À, giờ Việt Nam mình 6 giờ, ở đây mấy giờ? Đây mấy giờ thì mình không biết. Có trong cái điện thoại á. Có điện thoại là biết chưa. Coi chờ thì chắc cũng 5 tiếng đồng hồ, 11 giờ trưa đó. 11 giờ trưa là mình biết bay. Đúng 11 giờ trưa mới bay. Trong đó là phòng ăn uống. Mình muốn ăn cái gì thì hả, mình nói là có nhân viên phòng chờ cái đồ ăn ra cho mình rồi đó nha. Vì mình rời khỏi Nhật Bản đi qua Chicago, qua sân bay Mỹ nha mọi người. Thì mình quay xa cho mọi người coi cái cảnh ở sân bay của Tokyo, Nhật Bản nha. Người vắng lắm mọi người ơi, quá vắng luôn, ít người lắm. Vì là mình hồi nào giờ mình không có quay video, không có quen, mấy lần đầu tiên cầm máy quay thử đây, rất là rộng rãi sạch sẽ luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ là mình đã xuống dưới máy bay rồi. Đây là máy bay từ Nhật Bản bay sang Mỹ. Mọi người thấy cái ghế này, cái ghế của cái từ chiếc máy bay Mỹ này mà ở sân bay Nhật Bản mà nó bay qua Chicago, cái ghế nằm này nó rất là thoải mái luôn. Đó, rất là thoải mái luôn mọi người. Trước mặt này đây là một cái màn hình TV. Ở dưới này cái chỗ các chân để đồ. Đây là cái ghế mình nằm. Bà xã của mình đang nằm ở đây. Người thấy thoải mái không? Đó. Mình nằm ở đây. Thoải mái, ghế này nằm thoải mái hơn bên kia anh không ạ? Rất là thoải mái luôn. Nó nằm thẳng á. Cho nên á mình nằm cái ghế này thấy nó thoải mái. Quá thoải mái luôn em ha. Ok. Bên em cũng có cái hộc để cho giỏ. Có cái hộc để giỏ luôn. Đó. Mọi người thấy nó rất là thoải mái. Đó, sân bay Nhật Bản. Mình thì nói chung quy là mình quay không có quen, mình quay cảnh không đẹp lắm, mọi người cũng thông cảm nha. Rồi, để lát nữa trước khi máy bay cất cánh xong rồi có gì thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha.
đâu. Trời ơi, nó ra nó ỏ little cute pumpkin. JD, nói cho cô chú nghe bây giờ mình đi đâu á? JD, where are we going? Little cute pumpkin. JD, where are we going? Mình đi đâu á? To our grandma. To our grandma? Cô nói cô đi rước bà ngoại ông ngoại. Đi rước bà ngoại ông ngoại. Can I ask you something? When she comes, yeah, we're going to pick her up in 1 hour. Okay, you want to ask me something? I will put the Legos, I will put the candies later after we wake up. Ah, mm-hmm. Okay, okay. Rồi đi đi, đi đi. And then I will eat the gumbo. No, I'm good. Đây là mọi người ơi, thì bây giờ là Ngọc với chồng Ngọc sẽ đi ra sân bay đón mẹ với ba đây hôm nay á. Hai ngày vừa qua rất là mưa nhiều, nhưng mà hôm nay á là không mưa luôn các bạn. Trời rất là đẹp luôn. Đi thôi. Hết lại đi. Hả? Hết xong rồi hả? Trời ơi, quay không kịp, hết lại đi. Rồi, tới rồi mọi người ơi, mẹ với ba Ngọc tới rồi. Ok. It's ok. Rồi, đi xa, đi xuống, đi vô. Đi vô. Ê, mở cửa. Đi vô đó, ngoại, bỏ xuống. Bỏ cái này xuống luôn. Rồi, chạy vô. Ôm ngoại nha, lẹ lên. Dễ vô, lẹ lên. Chạy vô. Straight this way, JD this way. Bước lên, lẹ lên. Kìa. Ông ngoại kìa. Ông ngoại kìa, chạy lại. Cái mẹ. Đó. Nó nói Bali khóc kìa. Bali khóc sao? Mình không bầu ngoại. Bầu ngoại quá con mình không. Đưa ngoại giờ mặt. Này, đưa ngoại bây giờ. Đi vô mẹ, vô cho tên nha. Lấy cái xe hả? Ok. Đưa, không, đem cái vali này ra trước đi ba. Đem vali đó ra trước đi. Đem vali ra trước đi. Ông cỡ. Nè, ngoại thiệt nè. Ngoại thiệt nè. Làm bộ. Bali khóc sao? Bali khóc hả? Đứt ruột Bali không? Nghiệp Bali quá con ha. Ít bữa ngoại. Mày dẫn con về chơi Bali nha. Được không? Đâu lại. Đưa cái vỏ đây con lấy cái vỏ này cho. Cái vỏ này bỏ lên xe đi. Quá chị. Bất cả sợ sạo. Ok, bỏ cho cái đó được rồi, còn mấy cái thùng kia đợi bạn của đi huynh tới là cái ấy luôn. À, nó đang tới á. Ủa, này lạnh không, gió không? Để dưới luôn nè. Đó, bây giờ là chay nó đang ở trong đó với mẹ Ngọc. Ngọc phải ngồi đây, phải có một người ngồi trên xe để canh xe. Nên là Ngọc ngồi đây để cho điều huynh vô rinh đồ rồi đặt người ra. À, sẽ có cái anh kia, bạn của chồng Ngọc tới, coi tại vì cái xe của ảnh có cái chỗ mà chở đồ nhiều á, chứ còn xe của Ngọc thì ngồi ở trong đây là hết cái chỗ để chở đồ rồi. Nên là mình thuê cái anh đó, mình trả tiền cho ảnh để ảnh có thể giúp là chạy ra sân bay rồi chở đồ về nhà giùm. Phải có một người ngồi. Ngoại lên xe luôn đi, chứ còn đâu ngồi đó làm chi, để cho ba chứ được quên lấy đồ được rồi. Ngoại lên xe, nó ngồi bên kia, mẹ ngồi bên nọ. Đó, mấy cái thùng đồ của... Ok. Let me get my phone. Ok, vậy ba về con đi. Để cho Điều Huynh đứng chờ với bạn. Rồi, lên xe gài lại cho ngoại coi. Rồi, gài sao?
Gài lại cho ngoại coi coi. Đâu tự con gài sao? Gài ngoại coi. Đây ngoại nay lớn rồi, ngoan lắm. Ờ, ba dạy con đi rồi để huynh ra chờ. Ngoại đâu? Ủa đi hai xe hả con? Đi hai xe. Ngoại đâu? Bác hello mẹ. Hello, xin chào mọi người nha. Thế là cái gì tới cũng đã tới rồi mọi người ơi. Ấy đã tới rồi, mình đi một lần là mình cũng nhớ liền. Dữ không? Nhớ lại mình chỉnh, nhớ. Chỉnh chỉnh lên giùm con cái. Mình nhớ là súng mẹ nó thì nói là không có phải súng cái lầu này. Ba nói đúng rồi đây. Mình nhớ là trong đêm tối nó mình súng dưới này mình lấy cái mấy cái thùng đồ đây. Đó. Quá ok luôn mọi người ơi. Thôi tới nơi cũng vui rồi. Giá với hai đứa con mình với mình cháu ngoại. Quá luôn. Quá mừng. Đây cháu ngoại sao? Thấy cháu ngoại. Quá mừng luôn mọi người ơi. Cháu ngoại cái mặt. Ngoại bên này dễ thương quá trời luôn. Cô chú ơi. Bên này dễ thương quá chừng luôn nè. Ba gài gài xích teo vô. Nó biết bà ngoại, nó mừng bà ngoại quá trời. Gài nó nhớ liền, nó xuống nó nhớ ngoại bà ngoại liền mà. Ai nói nó không biết đâu. Đâu mình thương ngoại mãi cho, đưa ngoại mãi cho. Wow. Bữa dưới chân đó ba. Ồ, mọi người ơi, vui quá mọi người ơi. Tiếp là ngoại rồi. Quá. Khỏe đó, về tới đây khỏe rồi đó. Tới đây là khỏe mà về tới đây sớm nữa, bây giờ là 3 giờ. Con đáng lẽ là đi sớm lắm á, tới chiều vô thiệt sớm luôn. Nhưng mà giờ trời nhập cảnh đó, trời nhập cảnh. Bây giờ mấy ông nói là không có người làm. Ừ, đúng rồi. Mấy cái người thiếu mà đẩy xe làm. Thiếu người làm. Con biết sao cũng như cái anh mua vé giùm mình á. Ừ. Anh sợ là ba với mẹ là không có biết, không có quen nên lộng cộng cái vấn đề mà giấy tờ hồ sơ á. Ừ. Nên ảnh ảnh lựa ba tiếng hộ. Có không có review cái chuyến hạng thương gia không? Đó, cũng quay vậy cho bà quay cũng không ngon lành lắm đâu. Nhưng mà biết sao không con, tại vì lên máy bay đi từ Tokyo sang Chigo á. Tối quá. Không có biết, ta không tiếp biết mở wifi. Gì mở wifi anh chị? Tao cũng mở wifi, không có đèn á hả? Có wifi mình mới quay được chứ. Không có. Không có cần có wifi. Sao lúc đó anh nó quay không được. Quay không được. Rồi chết luôn rồi. Có quay. Hai vợ chồng thì mở ra coi. Hai vợ chồng mình ngầu quay. Quay chết. Quay quay hả? Quay cảm ơn nó nha. Chào chào, nó nói sao, nó Bali bên xin khóc hả? Ừ, vừa gặp mẹ cái nó ôm mẹ cổ, mẹ nó mày quà quà quậy với Bali. Bali khóc nhiều lắm. Bali quá còn không? Bali nó nói gì ba gọi thoại qua, ba tới Tokyo tới Chicago, ba gọi nó tới Chicago gọi nó tội nghiệp, nó khóc, nó nói ông ngoại về với con, ông nội về ngủ với con, nó cứ ra cửa ra đòi ra phòng không, đứng ra cửa không à, tội tối ngủ cho giật mình nữa chứ không phải vợ. Má mi cho con, mẹ đang chạy xe chơi ơi, má mi đang chạy xe, ba chờ chút nữa ba về, nó hỏi ba nó đâu á, ba chờ chút ba về bây giờ. Giờ là để con rồi, Bali bên sình bỏ rồi. Quá trời luôn rồi. Bà ngoại của con hả? Trời ơi, nó nhớ bà ngoại nè, thấy bà ngoại nó mừng quá trời luôn nè. Đàn của bà ngoại á. Ủa giấy tờ nó sao mà đưa vô để mình đưa vô cho nó ấy mà nó không lấy ta? Nó không có lấy gì. Giờ về tới nhà là 40 phút á. Ừ. Đó, bà ngoại mua kẹo ngon không chay? Lúc mà bà ngoại ở ngoài sân bay Chicago là có gọi FaceTime rồi là nó nói bà ngoại mua kẹo cho nó, là bà ngoại hả? Cũng giờ cũng hay vô bóc rồi trả tiền cũng vậy. Lúc ở ngoài sân bay á cái nhà cái nó vô FaceTime cái nó kêu là bà ngoại mua cho con em. Ở sân bay Chicago ở rồi. Ở Chicago ba về ở đây có ba món luôn bà cô chú ơi, có 1 tiếng đồng hồ chứ mấy. Bà ngoại cưng con không? Bà ngoại cưng vàng quá trời luôn. Sân ba của Chicago qua đây 3 chiếc xí hả? Chút xíu gần lắm. Chỉ bà ngoại mua kẹo gì cho bà ngoại một kẹo đó liền. Đã không con, bà có cưng con không? Làm nam bên đây làm đây ha. Kêu ngoại hửi. Còn phải nói tiếng Việt chứ, nói tiếng Anh là ngoại thua rồi chị. Bây giờ bắt đầu có bà ngoại với ông ngoại phải nói tiếng Việt nha. Nói tiếng Mỹ bà ngoại không có hiểu, không nói gì nha. Ngon không con? Ngon không? Trời ơi, nó nói dạng con. Dạng ngon bà ngoại ơi. Ngon, bà ngoại mua kẹo ngon ghê ha. Ôi, bà ngoại cưng chay dữ, tao bà ngoại mua kẹo ngon quá trời luôn.
Xe này cao não ha. Xe này phải ru đó. Xe này ngon lành luôn á. Cũng bảy chỗ luôn hả Ngọc? Bảy chỗ. Không có ngồi thì ngồi dưới đó được. Ờ, dưới này ngồi dưới đó được. Cái đó mà dẹp cái ghế. Thì đó dẹp cái ghế là là bỏ mấy cái thùng vô được. Không nhưng mà cũng không đủ. Không đủ anh công hồi nãy em nói rồi. Sao vậy con ăn không ngon hả? Tính hết rồi mà trước khi ra là con tính hết rồi phải kêu kêu bạn của Điền Quynh đó đem 10 chiếc xe truck ra. Ủa chạy mới đủ chứ còn không không có đủ đâu. Gì phải không? Quá trời luôn rồi. Bà này quên gì hết rồi. Quá trời luôn. Hả? Đúng rồi. Không, cái hàng khác. À, nó gặp nó nhớ liền thăm ta. Cả nhà nó xuống nó gặp mình là nó nhảy ra liền, nó ôm liền vậy đó. Nó biết dòng họ nó liền, hay thiệt à. Ông ngoại cục giang, bà ngoại cục giang. Ờ, nó về Việt Nam nó có chút xíu à. Cho nghiệp Bali với Quỳnh Sình ghê. Mẹ còn Vinh Trình nó nói mẹ sao mày kể lại cho mọi người nghe coi. Mà xác mẹ không? Mẹ kêu ở nhà ngoan nha rồi ngoại qua mà nội qua em chơi ngoại chơi ít tháng rồi ngoại về rồi ẵm em chơi chơi con nha. Nó nói mà nội không cho con đi qua nhà em chơi chơi tội cho con quá là tội luôn á chứ. Không phải tội cho con quá là tội luôn, trời ơi bà ngoại của em bà nội có khóc quá chừng khóc luôn. Nó nói bây giờ là nó biết ăn rồi, nó tự động nó múc nó ăn rồi. Á, thường ở nhà là chị Ngân đút nó ăn. Cái nó xin mẹ đi cuộc sống Mỹ hoài, mẹ nói giờ con không cho bà nội đút á thì mai mốt làm sao đi cuộc sống Mỹ được. Bà nội đút con không thì ăn thì đi sao ở lại được. À, cái nó nói bây giờ con đã tự múc ăn được rồi mà bà nội không cho con đi qua em chay chơi với em chay. Con muốn cho Bali bên Sình qua chơi con không? Có hả con? Trời ơi con kìa thương không? Có mà chiều ông nội với ông nội kêu con rồi, có, ông ngoại kêu xe lên cho nó đi. Mới mốt là có mẹ sanh em bé cho con nữa chứ có hai anh đó thôi á. Đâu có nữa đâu. Thương anh nha. Gọi cho chú Bình với cô Nhung cái đi. Những cấp mọi người đi gọi cho mọi chú Bình với cô Nhung cái. Rồi tới nhà rồi. Ui trời. Cũng lạnh lạnh không? Cả nhà ơi. Ba không bà không bà không bà không có cần ấy, bà chỉ cần bấm cái nút lăn xuống liền à. Ê, đi vô nhà chỉ ở ngoài nhà. Rồi, đây. Cái đường đó ông đang sập cái đi đường này. Quá lạnh. Qua đây không ở gì được rồi. Cái thuyền của con đó đó thứ hai này nó mới ấy. Mới em đi. À, nó ngoại đừng có đạp lên cái đó đó. Trời ơi, hồi nãy nó nói bà ngoại. À, con muốn bà ngoại chơi con. Hi. It's my mom and dad Cam. How you? How you? Vậy đó. Việt Nam. Yeah. Ba tiếng Anh cũng vững chững lắm à. Say, tell them. Say this is my grandma and grandpa. Nói bà ngoại của con. Giới thiệu với bà lo gặp đi. Bà ngoại của con. Ông ngoại của con qua rồi. Đủ rồi, chỉ pumpkin cho ngoại coi coi. Pumpkin con mua. Rồi. Kéo đồ vô lạnh quá mọi người, quá trời lạnh, it's so cold. I'm so cold. Oh yeah. Rồi để đi đất đi mẹ, để đó đi, để cho công chúng dọn cho. Để đó đi ba, từ từ đi. Ừ, để từ từ đi. À. Rồi, tới nhà rồi. Còn 2 tuần nữa anh kéo được ha. Để cho Điều Quynh với lại các bạn đó làm được rồi. Xem bên đây. Ôi nó chỉ ngoài cất á. Ôi ơi chỉ cất rồi. Con cởi giày ra con ra luôn. À kẹo xin cơm. Không ăn ngoại ơi. Mới ăn kẹo quá nhiều rồi. Nguy hiểm. Máng rồi ba. Này đây nè, máng ừ. Không, đây nè. Đây nè, đó. Mua em ăn với nhỏ. Không, mai nha. Cởi dép ra được rồi. Cởi mai ăn nha con. Dạ, bùa ơi. Dạ, bùa ơi. Con mấy ông bà cô chú nghe.
Chi gọi bà ngoại ơi, nghe ngọt ngào chưa? Bà ngoại sao? Nói bà ngoại nghe. Rồi. À, mày thấy cái nhà con đẹp hơn ngày xưa. Đẹp mới hơn, đẹp hơn. Đó, mới sơn lại đồ đó. Rồi đi ra bỏ thẳng vô phòng kia luôn đi. Đó, bỏ thẳng vô phòng kia luôn. Đẩy thẳng vô. Nè, mày đem quần áo mới của con qua cho con nè. Ừ. Ủa, trong đây giờ rộng rồi ha. Phải không? Rộng. Làm đỡ đỡ hơn ngày xưa thôi. Ừ. Hồi xưa là mình này nè. Đúng rồi, ngày xưa là không có tủ đó, đổi tủ đó. Cái tủ này là tủ gì con? Cái sắt hả? À. Trời ơi, chơi có cái tủ đồ chơi đẹp dữ hả? Đẹp không con? Rồi để bà ngoại nghỉ nha. Ừ, nghỉ ngơi đi, mai chơi nha. Cho ngoại chơi với Where's Craig? He left. Ờ, hả? Gì mẹ? Phòng nhà tắm đẹp không? Đẹp. Mới làm sửa lại hết đó, mày thấy không? Ở vậy. Ờ, vậy rồi, đó đúng là làm nên gì nè đẹp mà. Gì con? À, tối nay ngủ bà ngoại hả? Chứ ngủ ai? À, thôi mà tối nay ngủ ngoại đi. À, muốn thay đồ không? Ok. Thế nè, đó con chuẩn bị sẵn sàng hết cái này nè, về ăn nó bụng quá. Hungry. No, just out here. Hi my friend. How you doing? Good, very good. Trời ơi, quải mặc đồ. Quải mặc đồ chiêu áo tay dài. Không, cho em ấm. Trời ơi, chào quải lắm. Bảo trúng rồi. Dễ thương ở ngoài, nó dễ thương quá trời luôn rồi. Chú ơi. Trời ơi, mày dễ vậy. À, giờ con Ngọc ra Ngọc qua. Cái gì? Quá. Cái nồi phở con nấu đó, bây giờ mày nêm lại thử coi coi sao có cần thêm. Này là siêu đồ bếp nha mọi người nha. Trời ơi, lần đầu tiên. Nấu 30 năm trời. Để đãi mẹ đãi ba này cả nhà. 30 năm trời lần đầu tiên. Cái gì? Có cần bỏ thêm nước mắm hay gì nữa không? Chút nữa niêm mấy cái tương là con thấy được rồi phải không? Tương vô nó là đó, thì đó. Chờ sau đi, sau thì cờ sôi. À, 30 năm trời mới nếm được cái nồi phở của con gái làm đâu. Giờ Ngọc chưa bao giờ nấu cho mẹ Ngọc đâu các bạn. Hồi đó mẹ ba mấy chuyến trước cũng không bao giờ nấu nữa. Chưa nấu được. Chưa nấu được. Với lại là hồi xưa là con phải còn đi làm. Your parents are here, so you gotta take out the fancy glasses. Cái này mình qua là khỏe rồi cả nhà ơi, con gái nhà là đây đó, mua cho mẹ nè. Đó, hồng với lê rồi đó. Cái chị chết em vé máy bay trong Việt Nam mình á. À. Trời ơi, con thấy chị Ngọc mua đồ cho cô hả, để dành chờ cô qua ăn, mua quá trời mua mà hôm nay cô mới đi á. Thì chị kêu chết in cho mẹ đó. Cha nay chữ dùng từ chết in đồ dữ chứ. Chị Quỳnh đem ra cho baby. Cất nhiều hoa ngày tây vô đi ha. Later. Oh, later. Later, yeah. Đó, nhiều hoa là con cứ để trong chai uống vậy đó mẹ. Đó, ở nhà mình cũng vậy nữa mẹ. No, this is for your parents after a long flight. Later, later. Mẹ cái lọc nước sẵn vậy á. Cái mỗi lần mẹ rót nước ra cái ca cái mẹ chê dùng miếng. Ừ. Ồ, cái nồi đó là con nấu 6 tiếng đồng hồ đó. Vậy hả? Hầm xương, hầm đồ, xương đuôi bò, rồi xương bò, mà xương ống đồ này kia đó. Múc cái xương ống ra cho ba, để cho ba ăn cái tủy. Có nhiều bạn hỏi, ủa nhà anh Bảo em thấy uống nước cái màu đẹp quá, uống nước gì? Ừ, nhiều hoa ngày tây đó. Ừ. Con bỏ mấy cái hành trần vô, con biết ba thích cái đó không? Ba thích cộng hành đó, đó. Con gái biết ý ba hết trơn thấy không cả nhà? Bước vô. Ừ. À, con muốn nay mẹ qua rồi con mới về, chứ còn có con với đi Quỳnh ăn là không có sách hành đâu. Ừ. Không có sách hành đâu. Mẹ múc ra cho mẹ luôn đi, mấy cái xương, mấy cái đó là đủ nóng lên rồi. Ngon lắm, cái đuôi bò ngon lắm. Cái đuôi bởi hồi tối mẹ nghe con ngon. Có lấy thêm tiêu không ta? Mẹ muốn thêm tiêu không? Không. Hôm qua mẹ nghe con nói nấu đuôi bò, mẹ nói không biết sao đuôi bò bên Mỹ nó bự ha, bên mình đuôi bò có chút xíu. Đổi cho ba đi, Quỳnh không ăn đuôi bò, đi Quỳnh ăn thịt không? Ừ. Bỏ nhiều đuôi bò cho ba. Ăn tô phở chất lượng ngon lành, thử con gái nấu mấy chục năm trời. À, nay là Ngọc khỏe rồi các bạn, Ngọc đâu ăn mì gói, không ăn mì gói rồi nữa đâu. Ôi là giờ nhìn xa quá, nhìn từ xưa quá xưa. Xưa.
ơi, cả nhà ơi, thương quá. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi không Mommy, I have a good idea to make guests in here. Đi lấy đầu tóc lại coi. Mommy, mẹ ơi, I have a good idea to make a less gummy đúng puppets. Rồi. Đúng rồi. And then, that's all. Rồi ôi. And then make kẹo gì ngon ở trong ngoại cây coi, trong ngoại cây coi, lấy trong ngoại cây, cây nào? Cái nào nó đây đó hả? À, đưa ngoại đàng hoàng. Đưa ngoại hai tay, rồi giỏi, cảm ơn con nghe. Oh, so you got all the candies. Quá dữ luôn. Trời, ngoại mua sân bay về đó. Ngoại mua sân bay gì cho con nè? Wow, sô-cô-la nè. Wow. We make this. Đây nè, ngoại bỏ gì đi lại nằm thử cái massage coi sao. Đó, ghế đó là mua cho mẹ đó. Gái mua cho mình đây nè cái này. Ui trời. Mày phải có cái chỗ mới. Ui cái đó nó bóp mạnh lắm. Rồi chút nó ăn uống xong mà cái ấy là xong là cái lên nằm khỏe rô. Bóp chút cho khỏe ha. Bóp chút cho khỏe. Mở luôn đây, để Quynh sẵn rồi mở luôn cho thử coi. Put your arms in. Để mẹ để cái tay là để trong này nè, cái tay để trong cái lỗ này nè. Đó, hai cái lỗ đó đó, còn không mấy là nó bóp hai cái tay mình vậy đó. Yeah, sweet till it opens back up. Có gì à? Sẽ chân, phải chưa? Khỏe re luôn. Rồi, bảo chị Ngân cứ yên tâm nha. Cứ ngồi im đó để Ngọc lo cho ba mẹ yên tâm. Đừng có ngồi khóc quá trời khóc luôn. Ba mẹ đi thương quá chị. Lần đầu tiên thấy anh bảo nó khóc cho mẹ. Mới đơn giản đâu à. Mà cứ căng dặn mẹ hoài, mẹ qua bển ha. Mẹ cứ vui, cứ sống thoải mái đi nghe. Mẹ đừng có lo gì cho con. Nói khóc nữa. Rồi, hôm qua là nói hả, Điều Quynh ơi, rồi chăm sóc ba mẹ giùm cho anh nha. Anh rất là vui khi mà ba mẹ qua đây mà em vui rồi vậy đó. Hello, xin chào mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Đây coi như là cái bữa ăn mà sum họp đầu tiên ở đất Mỹ ha. Thì hôm nay là hôm qua là giờ là Ngọc nấu phở. Đó là giờ cho ba mẹ ăn cho nó dễ. Rồi ok. Thôi ăn đi, miếng nào đi mẹ. Rồi, mời đại gia đình nha. Xin mời cả nhà nghe. Mọi người hôm nay vui quá đi, mặc dù đi đường xa thật là mệt mỏi. Nhưng mà đi đến sân bay gặp được con trai, con gái. Rồi gặp cháu ngoại thì mình cảm thấy nó cool. Hai vợ chồng mình cảm động vô cùng mọi người ơi. Đó, tự nhiên cái nó thấy được gặp con gặp cháu là nó hết mệt mỏi rồi. Tự nhiên nó phấn chấn trở lên, rất là vui vẻ luôn. Hôm nay rồi cái này cũng lâu lắm rồi đây. Mô Phật cũng mấy chục năm trời, từ ngồi sinh ra đẻ ra rồi là lớn lên tới hôm nay là có cháu ngoại rồi đây. Mấy nay mới ăn được tô phở tự nấu này mọi người. Mô Phật đi. Thì hôm nay á, là gia đình mình á, vui thứ nhất á, là ba mẹ qua đây đoàn tụ với tụi con. Thứ hai nữa á, là mẹ nha, chúc mừng đi Quynh. Bữa trước á, con có bằng tốt nghiệp. Congratulations to you on your bachelor. Hôm nay á, thì mẹ chúc mừng con nha. Con giỏi. Giỏi quá giỏi. Oh, well, we might as well show them then, huh? Oh, có hả? You got it? I showed you already. Baby, it's just a phone. It's not in person. You haven't seen it in person? Yeah, no, I haven't seen it in person. Oh, vậy là người ta gửi cái giấy về rồi mà con chưa thấy luôn á. Giờ đi lấy cho mẹ vô. Yeah, mẹ. You wouldn't buy it. Con chưa thấy luôn á. Khỏe thì kia chứ. Cả nhà biết không? Hai tuổi. Wow. Đây bằng đại học nè. Bữa nay theo còn chưa thấy luôn á. Trời ơi, quá tấm bằng nè. Quá dữ, đừng có chuyện tới nè con. Trời ơi. Dạ. Cái nhà này học như vậy đó. Trời ơi, đã quá. Thấy không? Thánh diện. Thấy không? Mình xin gì vậy? Oh, yeah. So maybe when I was in Chicago. Yeah. Chúng ta lấy gì ba? Thì mình được mắm. Mắm ở đó, ở dưới đó đó. Dưới đó là con. Cái nhà biết sao? Mắm đầy ba. Ba năm tuổi con. Ngồi xuống. Ba năm trước á là mình với ông ngoại bà ngoại chay qua là lúc đó là Đương Quynh mới nhập vô học. Lúc nào về cũng nói hoài ha. Nói mẹ cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà mẹ chăm chay để cho con có thời gian con học. Con sẽ cố gắng học tốt. Đó lúc
đó là cây mới có 1 tuổi nè cả nhà, nên cây còn nhỏ quá, nên là cái việc mà chăm em đó là Điều Quynh cảm thấy là nếu không có mẹ thì Điều Quynh đi học về chắc cũng phải phụ chăm em, không có thời gian học hành. Cái lúc mà có lúc đó có mình với ông xã qua nên lúc nào cũng nói cảm ơn mẹ đó. À, thì có thể chăm cái chi. Mẹ chăm cây cực chút. Để nó đi, để nó đi, nó chơi vòng vòng. Mẹ Điều Quynh có được cái bằng tốt nghiệp phải không? Vậy là quý rồi ha. Ok. Điều Quynh gì đi không? I'm here. Okay. I'm here. Okay. Look. Lamb. Yeah. Rồi từ nay về sau cả nhà đại gia đình của bên Bảo Ngọc á là thấy nhà mình được 4 người rồi nha cả nhà. Được không? Có làm nước được không? Không. Cô lấy à? Nãy mẹ lấy rồi, mẹ thấy ngon. Lấy vô mẹ dẫn sao à? Mang cái đu bò đây kìa. Chứ không mấy cái sỉ này đó kìa. Sỉ ngon. Qua trường nghiệp chống ngoại lắm cả nhà ơi. Ngoại qua chơi con nói thường hết sức. Đưa bò ngon cậu. Nước súp mình nấu ngon quá. Nói vậy tay nghề lên rồi đó. Ra được rồi, mở quán được rồi. Thôi mà không khen trên video luôn, mới nấu được cũng mới ngon. Good bye baby. Có đầy đủ rau luôn ha. Ngò, lá quế, giá. Chúng ăn thử. Ủa rồi mình khỏi áo ra rồi. Nặng qua cái áo đừng có nóng lắm. Điều nó nóng rồi đó, mày đừng có cho mặt cho nó đồ nóng. Cái giống bà đó nó khoái ra lạnh. Biết sao không? Ngoại thấy ngoại hay lạnh lạnh đó, ngoại sợ con lạnh. Vậy thì ngoại học em thì cũng được. Chứ không có... Ngoại quá thân khẩu. Gái vui là được rồi. Sao con? Ngoại uống nước mặt không? Không, ngoại có nè, ngoại có nè chay. Ngoại có nước này nè. Nè, nè, sao muốn ngoại uống nước ngọt hả? Sao? Ủa, chẳng đã chẳng lên chị, chị. Đúng, đúng, đúng. You gotta put your shirt on, chị. Cười á. Ôi trời trời, nó đeo, chút nữa nó đeo, ông nội mày nội cho coi. Nó một tí mất nhìn lại, hắn coi. Maybe add a touch to the spicy side. Actually put too much spice in there and then I try to balance it. Ngoại qua thấy cây vậy mà lần ngoại cũng bằng không em vậy được rồi. Yes. Lucky was right, venom on door. Nó con gái nó mới càng to rồi. Lớn lên là dám nhắc đẹp. Ba lấy cái tỷ ra đây bà. Có cái tỷ nè, đũa. Ừ, đũa. Nước ngon quá ha. Ngon, nước chuẩn á. Béo ghê luôn. Quên. Không, quên không ăn. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đó. Cảm ơn bà, quên không biết ăn. Ồ, nha cả nhà ai cũng đói bụng quá, ngồi ăn đi đấy. Bảo chị ngon, bà ly bên tình là giờ chỉ coi hả ba mẹ qua camera thôi. Ly tình nhớ coi có clip mẹ Ngọc nó thấy không hậu quả nha con. Để tự nghiệp nhớ nấu năng cái, nấu năng cái mà ngoại qua tới bà nội qua tới cuộc sống Mỹ nè. Ly tình ơi, bà nội qua tới cuộc sống Mỹ, qua tới nhà em chay nè. Ly tình ơi, có em chay nữa nè.
để từ từ rồi đó bà nội dẫn em chơi gì chơi con nha. Vậy lấy vô ít là ít ý bà mua cho bà ít bia. Lấy ra để chui ra trước mặt ba luôn á. Oh sir, the air is long way, huh? Oh, yeah. Nó máy bay chuyến bay dài quá. Đúng rồi con. Dài mà chuyến ngày ba mẹ đi khỏe á, chứ không thấy mệt. Đi về đúng không? Nhớ không? Đuối gì? Đuối có cái chờ không à? Chờ đuối chứ còn ngồi máy bay nữa luôn, mà bay nhanh. Chúng ta bắn người nha. Chúng sân bay cứ chờ chỗ này một chút, chờ chỗ này một chút, nhanh nó lâu. Mùa dịch Covid này nè mọi người. Ít ai đi đó. Chúng bay vắng lặng. Máy bay cũng Từa thớt, không có đông. Nãy ngồi trên xe là gọi cho đủ người rồi đó. Tất cả mọi người Mỹ á, chú Bình, cô Nhung, chú Lũ, chú Tám gọi hết mấy anh em rồi. Báo cái đại sáng khác cái bắt đầu gọi bất ba, gọi về hết Việt Nam. Việt Nam ơi, gọi về Việt Nam. Báo cho mấy anh em biết để mấy anh em yên tâm. Anh chị qua tới rồi. Mami cùng Bali đâu anh làm đấy. Nước Mỹ cũng đến Việt Nam rồi ha. Does Bali know our number? Người ở trên Salak, trên lơ, mới đi máy bay mới tới. Is that what you asked JD? If Bali knew our number? Tới chú Bình với con hơi lật lộn chút. Do you know Bali's number? Yeah, but no. Same thing with him. Yeah, but no. Bali's younger than you, right? Ở đây là ngoài ngoài anh hai con á. Đã. Đúng luôn á. Con chào từ sáng giờ để con phở mà. Con nấu Bali misses grandma. Nhiều quá. Okay. Ba là ba đi đâu rồi ba? Ba đi vòng vòng trên máy bay, ba là ba chỉ hết Vietnamese. Thì có mấy cái mình sẽ đẩy nè, đẩy đi. Bên bay trôi á. Cái bà cầm cái với cái vé máy bay lại định hỏi ai nhẹ chú đó, chú trả lời tiếng Việt luôn. Mình hết sức luôn. Nó nói ủa con biết nói tiếng Việt là cái người làm trong đó hả? Cái người mà check in vé á, ba định hỏi là phải là 12:45 bay hay là 1:15. Chú đó chú trả lời bằng tiếng Việt luôn, cũng mẹ là tôi bảo mà người Việt Nam. Áo này con mua ba bữa con đi Florida nè. Đúng rồi. Mẹ ơi, tell me something. Remember, I say can I have it? And then I was looking at. Ngồi đàng hoàng nghe con để nó coi chừng mặt con nó xong nha. I didn't let her have it. Nói trời con thấy. No, that's not funny. À, đúng rồi, không vui, không vui. Bà ngoại qua vui. Vui quá nó nói lắm nói. Nói té lê luôn ông bà cô chú ơi. I thought it was funny. Thương quá trời thương luôn. Hai năm rồi ở đây nhà. Không đi mẹ con dẫn nhau về đây cái một năm sau rồi dẫn em về thăm mẹ. Trời mình chờ tới năm cái dịch tới cái giờ 2 năm đúng luôn cái nhà ơi. Thì đó cái video clip tới đây là cũng rất là dài rồi, hy vọng là đây là cái ngày mà mọi người chờ đợi nhất luôn mẹ. Đúng rồi, mấy cô gọi cho con, trời ơi cô vui quá trời vui, cô gọi con không có mưa đồ gì hết nhưng mà cô vui quá, ba mẹ qua quá vui giùm cho gia đình luôn. Thì nhân tiện hôm nay thì thôi mình cũng thay mặt gia đình cảm ơn hết tất cả anh chị cô chú trong kênh của Ngọc Quỳnh á, cho mình gửi lời cảm ơn hết tất cả đã chúc mừng, đã chúc mừng thay đổi cái đi của mình qua tới bình yên vô sự ha. Đang vô sự rồi thôi, bắt đầu hẹn gặp lại mọi người những cái ngày đầu ba mẹ ở Mỹ và nói chung với gia đình còn những cái video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chào tạm biệt cả nhà.